Đấu loa tép cho loa kéo hay như âm ly? Đấu như sau. Đây là cái tép 530.000 một cái nhá. Còn đây là tép của loa kéo. Đây là loa kéo bát 40. Mình tháo sẵn ra đây rồi. Đây mấy cái ốc của phễu đây của nó đây. Rồi. Dây thì dài 1 mét rồi, dây của loa tép nhá. Anh em muốn đẹp thì anh em khoan một cái lỗ ở đằng sau này. Đằng sau cái vỏ thùng loa kéo này để luôn dây tép vào rồi. Đấu vào trước tụ nhá. Là dây từ cái dây loa bát lên này, đấu vào đây. Đấy, ok chưa? Còn chúng ta không đấu ở đằng sau tụ đấy nhá. Sau tụ là ở cộng trừ của nam châm vì nó có tụ rồi thì chúng ta không đấu nhá, nhớ chưa? Chúng ta đấu vào trước tụ như thế này, hoặc là anh em đấu vào tháo mấy cái ốc của loa bát này nha. Chúng ta đấu dây loa tép vào cộng trừ của loa bát luôn. Ok chưa? Không dính vào. Rồi, còn một cách khác nữa là đây có mấy con ốc ở đây, ở đây cái vỉ này này. Tháo nó ra, nhổ ra ở đây. Đấy, nhổ nó ra. Rồi chúng ta tìm cái dây của cái bo này vào loa bát là dây nào thì chúng ta câu dây loa tép vào đấy. Đấy vì cái loa tép của nó, cái tép của loa kéo nó rất là bé nên là chất âm nó bình bình thôi, nó không đột phá được. Vì vậy anh em muốn cái loa kéo cải thiện chất âm nó hay như âm ly, anh em đấu như sau nhé. Đây là cái tép 350. Đấu cho loa kéo nhá, 530.000 một cái bán lẻ. Loa kéo đôi thì mua 2 cái, loa kéo đơn thì mua 1 cái. Đây, còn cái tép loa kéo nó rất là bé này anh em nhìn thấy không? Cái tép nó không ảnh hưởng nhá. Tép nó có tụ rồi, chúng ta không quan trọng ôm đối với loa tép vì nó có tụ rồi, nó là tụ xoay chiều rồi. Nên là không quan trọng phải ôm, nên chúng ta câu một cái là vừa nhá, thoải mái luôn này. Đây, đây là loa kéo bát 40. Còn cái tép này là 530.000 một cái. Anh em muốn loa kéo hay như âm ly, hát hò thoải mái, chất âm nổi, thoáng thì vào xem video của mình nha. 530.000 một cái. Ok.